皆さん、こんにちは。コスモスのゾンです。Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu với 10 động từ tiếp theo ở bài số 2, sách Goi N2, Mimi Kara Obued. Nhá. Rồi chúng mình cùng nhau tìm hiểu các động từ sau đây. Đầu tiên là Hagemas. Hagemas, ôi cháu giỏi quá, cháu ngoan quá. Đó là Hagemas, khen ngợi. Và khi được khen ngợi thì chúng ta Unazuku. Chúng ta cảm thấy rất thích và gật đầu. Đúng, đúng như bác viết. Hoặc là cái gì bác cũng biết nhỉ. Unazuku. Gật đầu xong rồi và chúng mình phải làm sao? Harikiru. Harikiru là quyết tâm, cố gắng, nỗ lực. Harikitte ganbaru. Harikitte uchike ni ukeru. Và cũng có trường hợp là chúng ta sẽ ibaru, kiêu ngạo, kiêu căng. Khi được khen xong là hagemasu xong là sẽ kiêu căng. Và nhiều khi thì làm sao? Donaru. Còn bị đi quát tháo, gào thét mọi người xung quanh và làm loạn lên, rối bời lên. À ba lê lực. Thôi, tôi chán quá rồi, cho nên là tôi sẽ shagamu đây. Tôi ngồi xổm. Và khi đấy thì tôi bị doku, đuổi tôi đi ra. Dokeru, đuổi ra, đuổi ai đó ra. Và xấu hổ quá thì kaburu, đội mũ. Và nếu mà người đấy vẫn chả chịu đội mũ thì tôi sẽ kabuseru cho họ, tôi sẽ đội mũ cho họ. Thì đó là 10 động từ mà chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu ngày hôm nay nhé. 111 励ます。 Lệ, động viên, khích lệ. 受験に失敗した友人を励ました。 Tôi đã động viên người bạn đã khóc lỗ trong kỳ thi. 皆さんの応援に励まされました。 Tôi được động viên bởi sự cổ vũ của mọi người. Từ liên quan. を激励する。 Động viên. Danh từ. 励まし。 Sự động viên, lời động viên. 112 うなずく。Gật đầu. 祖父は何も言わずにうなずいた。 Ông tôi chẳng nói gì cả mà chỉ gật đầu. 何度頼んでも父はうなずいてくれない。 Dù nhờ nhiều lần nhưng bố tôi không đồng ý. 113 張り切る。 Trương thiết, hăng hái, hăm hở, cố gắng, chăm chỉ. 入社第一日目、娘は張り切って出勤した。Ngày đầu tiên vào công ty, con gái tôi rất hăm hở đi làm. 今年も運動会で優勝しようと、クラス全員張り切っている。Tất cả các thành viên trong lớp đang cố gắng để năm nay cũng giành chiến thắng trong đại hội thể thao. 114. イバル. Huy chương, kiêu ngạo. 自分ができるからといって、すぐにイバル人は嫌われる。Cho dù có tự làm được đi chăng nữa, nhưng người kiêu ngạo sẽ bị ghét ngay. 115. Đồ nà rử. Nộ, minh, gào lên, hét lên, giận dữ. そんなに大声で怒鳴らなくても聞こえますよ。Không cần hét lên như thế thì tôi vẫn có thể nghe được mà. 父親に出て行けと怒鳴られた。Tôi bị bố hét lên rằng, hãy cút đi. Từ ghét. 怒鳴りつける。Quát.怒鳴り声。Giọng giận dữ. 116. 暴れる。Bạo, nổi giận, làm ầm ĩ. 弟は気が短く、子供の頃はすぐに暴れて、よく物を壊したものだ。Em trai tôi nóng tính, nên khi còn nhỏ dễ nổi giận và hay làm hỏng đồ. 酒によって暴れるなんて最低だと思う。Tôi nghĩ cái việc gây rối khi say rượu là điều tồi tệ nhất. Từ ghét.が大暴れする。Hoành hành, gây rối. 117. しゃがむ。Ngồi xổm. 子供が道にしゃがんで地面の虫を見ている。Bọn trẻ ngồi xổm trên đường để xem con sâu trên mặt đất. Từ ghép. がしゃがみ込む。Ngồi xổm, ngồi bệt. 118. 毒。Tránh ra. ちょっとそこをどいてください。Hãy tránh ra khỏi chỗ đó.119. どける。Tránh ra, cất đi, dẹp đi. 通行の邪魔になるので、自転車を歩道からどけてください。Vì sẽ gây cản trở giao thông, nên hãy đưa chiếc xe đạp ra khỏi đường đi. 机の上に積んだ本を脇にどけて仕事をした。Tôi dẹp sách chất đầy trên bàn sang một bên để lấy chỗ làm việc. 120. かぶる。Đội, mang, dội.帽子をかぶる。Đội mũ. 頭から水をかぶる。Dội nước từ trên đầu xuống.
父親は子供の罪をかぶって刑務所に入った。Người bố đã gánh tội thay cho con và phải vào tù. Chúng ta cùng nhau điểm lại các từ mới ngày hôm nay nào. Lệ động viên khích lệ nghĩa là hagemasu. Gật đầu, unazuku. Unazuku, các bạn vừa gật đầu vừa nói là sẽ gật được đấy. Hăng hái, hăm mở, cố gắng, chăm chỉ. Harikiru. Harikite đúng không? Harikiru. Kiêu ngạo. Inbaru. Ibaru. Kiêu ngạo. Uy chương. Nộ minh. Donaru. Donaru. Bạo nổi giận làm ầm mỹ. Abaleru. Abaleru. Ngồi xổm. Shagamu. Tránh ra. Doku. Đuổi. Dẹp đi. Cất đi. Dokeru. Đội mũ. Mang đội. Kaburu. Đội cho ai đó sẽ là kabuseru. Và đó là các từ vựng ngày hôm nay chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu. Hy vọng rằng các bạn đã có thể ghi nhớ các từ vựng vừa rồi. Và đừng quên nghe đi nghe lại thật nhiều lần nhé. Chúc các bạn luôn có những giây phút học tập thật thú vị cùng với Học Những Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại. ご清聴どうもありがとうございました。